Tết cổ truyền của Việt Nam thường là dịp mà các thành viên trong gia đình quây quần sum họp sau một năm làm việc vất vả. Dù đi đâu ở đâu thì cũng đều muốn trở về để cùng với gia đình. Thế nhưng Tết của những người lính là những cái Tết xa nhà, xa người thân và là cái Tết của nhiệm vụ bảo vệ biên cương, canh giữ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc, canh giữ mùa xuân bình yên cho đất nước. Các chiến sĩ của chúng ta cũng sẽ ăn Tết nhưng theo cách riêng của họ. Và ngay sau đây, phóng viên chương trình sẽ đưa quý vị đến với không khí Tết sớm của các chiến sĩ cảnh sát biển vùng 3. Lại như mỗi năm, mùa xuân đặc biệt và đến sớm hơn đối với các chiến sĩ cảnh sát biển vùng 3. Tết sớm với đầy đủ hoa mai, hoa đào, trái cây và cả những chiếc bánh chưng mang hương vị quê nhà được cùng nhau gói như thế này. Tuy đơn sơ mộc mạc, nhưng vẫn luôn chứa đựng được hương vị ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Nhờ vậy mà các chiến sĩ luôn vững tâm bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. Khi đón Tết ở trên biển thì tôi thấy cũng vui, tại vì trên biển anh em quây quần với nhau, gói bánh chưng rồi là làm các công việc chuẩn bị đón Tết thì không khí nó cũng vui. Vào thời điểm đặc biệt này, ai ai cũng đều gác lại bổn phận làm chồng, làm cha để hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc. Và với họ, những cái Tết trên bom tàu là một phần đầy tự hào và trách nhiệm trong đời lính biển. Người chiến sĩ Nguyễn Việt Anh này cũng vậy. Sẽ là năm đặc biệt và đầu tiên đón Tết trên biển cùng đồng đội sau khi mới cưới vợ được vài tháng. Cũng động viên tinh thần của vợ ở nhà là cũng không được buồn và phải luôn là hậu phương vững chắc cho chồng để chồng thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị như ở trên giao cho. Về phương châm vui xuân mới không quên nhiệm vụ, chúng tôi đã tổ chức chuẩn bị cho cán bộ chiến sĩ đón một cái Tết Nguyên Đán 2018 vui tươi ấm cúng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao. Còn đối với lại bản thân tôi thường ăn Tết ở xa gia đình, đó là cái nhiệm vụ của người chiến sĩ, xác định là cái nhiệm vụ là đối với này của gắn liền với trách nhiệm đối với này bản thân. Những tiết mục văn nghệ luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu với những người lính. Những lời ca, tiếng hát như đang nối gần hơn khoảng cách giữa biển với đất liền. Trong số nhiều người ở đây, cuộc đời binh nghiệp đã gắn liền với những chuyến đi biển. Cái Tết xa nhà, mỗi người đều có gửi gắm những tâm tư, tình cảm về với đất liền. Mẹ ở nhà cũng yên tâm, con cũng sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao phó. Ngày xưa con cũng nghịch ngợm, nhưng mà nhờ có bố mẹ nên bây giờ con đã thành người. Cảm ơn bố mẹ và gửi lời chúc sức khỏe đến ông bà đã luôn động viên em khi mỗi lần em gục ngã. Biển hiền hòa, mênh mông một màu xanh huyền hoặc. Phía mũi con tàu, người lính hải quân trầm tư, ánh mắt xa xăm dõi về hướng biển. Hương vị Tết lan tỏa trong tâm hồn người lính trẻ khi nhớ về cái Tết tuổi thơ, nhớ về người vợ mới cưới, sẽ là một cuốn phim quay chậm rõ nét dần. Một cái Tết khác với đất liền, cho dù những ngày cận Tết, sóng to, gió lớn, song được quay quần bên đồng đội, được canh biển đảo Tổ quốc để nhân dân đón Tết yên bình, nên nỗi nhớ đất liền cũng dường như vơi đi một nửa.